Ok, thì hello, chào mọi người. Chào mọi người đã đến với channel của mình. Và bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem những gì mà mình đã đạt được trong thời gian qua khi mà mình cày hạc phủ nhá. Bắt đầu nào. Kỷ niệm lần đầu tiên gặp điệu ba trong Quickmark. Mình lên được cá sấu bậc 5 nha mọi người. Và điểm nhân vật của mình đã lên tới 2479. Còn 1,5% nữa là vào top 1000 rồi, nên mình đang cố gắng mọi người ạ. Đây là cái bảng điểm kiến thức nhân vật của Joseph trong 10 lượt chơi gần nhất của mình. Và mọi người thấy có một lần đi xuống á, là mình thua một trận rank, thì đó là trận rank đầu tiên mình thua. Mình đến đến nay là phụ mình chơi 50 trận rank rồi, và mình hòa 2 trận, thua một trận, 47 trận thắng. Đó thật là trận đó cay vãi nồi, thề không thể tin là mình thua được luôn á. Ok, thì đó là những gì duy nhất mà mình đạt được cho đến nay. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip sầm này. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.